Ngày nay bạn bong sợi khi ông có bàn cả này nhạt nó sùng sùng phía bong sợi đại chia tệ tệ chôn rồi bọc cầm hồn EBC ấy chia đồng bông đi bong sợi khi ông chẳng xua bẩn tích đó thà bong sợi miền say than ruột nơi tận na tận vĩnh sập ngày nắng nhôm nay tạc mái lúc cũ ấy miền chúa ấy đấy bong nhôm mua sợi pơ bong sợi pơ bạn bà khi ông có chua bóng sợi nơi cầm hôn khởi thập bóng sợi bàn mà chiều bởi lật ở phòl chế rươi rươi hay thằng ngày nay có khi ông chua toàn tại mặt đóng có từ tuôn bò đầm miền thập bóng sợi nơi miền côn đầm miền bánh hà sốc cập hiệp hay có từ tuôn bàn lật ở phòl chế mũi nâng bởi lật ở phòl bọc cầm hôn EBC trong chùm điệp xua bóng sợi tích thà nè bóng sợi côn rồi bọc bóng sợi nâng miền chùm ngư ấy có lòng màu nâng cát côn cỏ đau chăng đấy? Dạ cát mới chua nó cỏ co lắm mà. Cát nâng cỏ co, chăng về chuyện đồng bột sạch chăng ấy? Dạ. Ấy thôm thôm thấy bóng thôm thôm thấy bột sạch nâng cỏ nâng. Tôi biết thở đá lắm trong con cỏ đại. Hay tra hơn đấy cô ta môi pi thế? Mà chỉ hiêng bay mà chỉ nhận chết mùi. Mà chỉ hiêng chắc bạn đi thạc cao tầng co song khang nâng tầm mà đong đấy. Bà miền mà chỉ hiêng lúc bay đồng đấy. Ây mà chỉ hiêng tiết mùi tiệt. Bà thầy khăn ông ca cao chùm ngư bà dương thì dây tới dân thạc đồng sạch rưu cổ bột nâng co nâng. Bọn sấy cô ấn cao dư hơi rưu cổ dân mạch bọn. Dù vậy là cũng dễ đúng, dễ tăng cả đầy mà nhưng không biết cả rồi. Chẳng bàn này thay chìm ngư đồng sạch nâng cò, nó cả dù hỏi đấy, nó tăng bị tội máu đấy. Dạ. Hay là dụ bà mán là lấy cô, nó dụ bà mán. Là dụ đọc cho năm hay là cô? Dụ đọc cho năm hơi, bạn. Ấy cho cả lòng màu nâng cứ, khi ông chưa chạy thật bóng sạch bàn, chơi anh tổ rô cả đọc sạch. Nơi gọi là em xin bằng chương tập đọc sài nơi cần tập nạc lạc lòng màu nâng. Nhưng ơi, do biết tình mơ chứ anh bà lại nói là cũng nàng con khá có hôp. Này khang vừa chia sạp bệt nó cứ tư cục cả lại đây chăng đấy. Dạ. Yeah. Và thấy à hai vòng bòn nó có bàn tư đây vậy chăng đấy. Dạ. Và đây cho mạch tư mơ kiếm chăng xua bòn ở bên thả. Bên đàn chương từ bệnh nó ban lệp tháng năm lệp ấy từ tam cù ca rồi bỏ bệnh nó ta từ tu ban lát tập hồi dần bệnh để từ bệnh bệnh ao lệp tháng năm nay tại vì ông bắt một cổ viên nơi tập cao trên là đẻ nó viên đấy tập đông sạch chẳng à dạ hay chư đấy đông sạch nó bỏ bắt chư đấy là cổ tai ơi bệnh cái tha nắng trùng lưu tới tới kia là bên côn cả đó rồi bà về bạn nói về mình thu mình thói nè. Dạ. Bà. Bà phê tức phê khúc ai cũ. Bà phê mà phê trong khỏi. Thì ai lên của mỗi khai. Thầy đại việc không anh tích. Ông nhóm bắt ai lên. Bà chân kì ai dừng lên của mỗi khai nè. Bà nói bóng ở toàn bàn lên tê đòi xa kịch thả cô nó nâu không anh tích nè. Bà. Ê cho này phần này khang ở hai bóng bóng nó có bàn tư đây bóng chân ấy. Bạn. Hãy bạn pra lật tập hồn của dân mạch đấy. Từ tu lật tập hồn là biệt mạch cái lòng máu bóng. Để tôi là hai bóng bóng cùng hôn xin chí chẳng đó. Chẳng ơ. Pra ơ chẳng đáy. Đấy bạn lật tập hồn. Đôi vì dân mạch bóng về mình bà xa ở rừng gồm mạch. Nơi ta đáy là cổ. Nơi ta đáy là. Và lấy dây về rương dương mà đòn. Hãy cho chăm chóng xua bóng ở miền tích bị tập bốn tì máu. Mạch có bóng bán skoal cùng hôn EBC. Nhưng chưa đã bao giờ đạp quá ngay là cũ. Chẳng bạn này thật bọn bạn sẽ đạp vật chú chẳng đấy. Dạ. Bà đây sẽ đạp tới cô chập ở rộm. Đó, chiều ở côn pra tư. Ê, trong xua bọn tích, bê để sẽ đạp phliếm nó chập ở rộm. Phliếm rồi cô nâu bị cha rà nai dù đại tí. Dù đại là cũ. Ồ, dạ. Nằm đại đó. Chẳng bạn này thật mình mèn mau phliếm ấy nâu bị cha rà nai dù đại chẳng hả? Rồi thật là anh kê xế vì ớt tự đá rồi chẳng hiên bật thôi. Chẳng mình nghe hiên bật thôi đá chẳng hả? Bật bổng hả? Ê cho mơ mách bàn trong bình chóp xeo bong xâm rạch chất màu về mùa hạt ấy bàn kết thật xâm rạch chất màu. Nhưng lư ơi, phủ thầm phía kê nó. Bà. Nó phải hãy bật thôi tự tinh tới.
lư sô sùm phía chẳng đá đó bà dạ ấy tập bốn nắng ao côn prà bật tập pal bầm man múc đá bóng để chập đam prà tập bốn ơi ta mà múc đá là khổ ta mà múc thế chẳng ăn miên xong chồ cái ấy đây chẳng đấy mà múc ở chẳng à bật tập pal spirulina maca nắng tập mà đong chẳng á dạ ấy đó là pel chập đam prà lớn nhom dây bưởng chập đam prà sân xua bọn bọn sợi ao ao côn nó prà mà ngay bầm man bạn nhóm ta ao đi nhâm một ngày cùng bảy quạt bạn muốn một ngày luôn bạn bạn nhóm bắt đầu đi nhâm cùng bảy quạt đây là cố việt tha việt tây chơi nhâm chẳng nhưng mà đi nhâm đạp buôn quạt đây là nghiệp nghiệp cho cây nó đi nhâm đạp buôn đạp thằng nam của em tha nhâm chuyển đất khai ở ta bị hồ lùi ở toan để chơi ao nhâm buôn quạt lắm dòm chai chẳng đấy chẳng mặc cặp bông bay rồi crop buôn crop mà ngay prau yêu đây nào mình tích tích chẳng prau chul pì khai nó mình chẳng đấy ập đá lên là cố tại vì em du đá vì ai dùng sầm chay thật ca nó vô từ tinh tiệt bán bạn và hai chờ tung chất pì khai ấy và tạm thời xóa bớt pì khai ấy vì vừa dùng bay rồi crop nữa cho chẳng dây tham mặc cặp bông tụ bông nâng dây pì lắc tập hall bằng ta ở từ tour ban đặc biệt mấy bằng sự kiện khơi bắt tòa pì prà mặc cặp bông tụ bông nè mặc cặp bông nó là cố việc qua về online mặc cặp bông nó nhung mưa tới biển hiệp bạn hiệp tay về online bạn đây là cố gần đây bà có phong là bạn chạp đam khơi nhờ đôi thà tập bốn về một toàn khơi ao về ở cha đây mình chăng đấy một toàn mà rồi đôi thà về một toàn kinh prai pro thôn thôn ấy đấy nè bà đào mà có phong là bạn chạp đam khơi như vậy ngày tập về rồi về nhâm ông thà chi có phong về hội tập hiệp là cô bạn tập về hội tập hiệp chăng còn nhâm à thông mới biết có cái cao chăng đây bạn cao chăng đây là nhâm ai về nhâm đây là cái hiện hiệp phải tài về toàn à nó côn bong nè. Dạ. Bạn ấy chùm này ôn nó mập bà man khai. Tình. Bà man bóng ọc bà hơi bà man. Chẳng bà ôn ở dụ. Để thật côn bong ở dụ đọc cho nắm nó ọc bà hơi chụp bây gặp bóng là lớn nó chia ọc hơi chẳng á. Dạ. Miền chia nó dặn mách bóng cứ sạch nó vừa riếp màu vinh như rưu coi dặn mách bóng. Chia nó vừa riếp bắt nhìn dương tiệp. Màu riệp smiling tông ao chẳng thèm đong chẳng nè? Dạ. Bà chẳng khuyên ta chết đầy yêu đầm bên tên chẳng vừa mơ ao bay gặp bong bay yên smile mơ nè bù bong tinh tân mìn cồn bong nè có prao clad đầy om chu mùi kia chẳng nè? Dạ. Bà hay cho chia nè bay yên kịch bì yap pale bong bay yap pale bay kịch bay gặp bong bay yu đầy nè? Bok mê in prao bong ao prao tập bôn crop lột mỏi rưu gom mìn tầm lang đi. Chẳng dù đá mình như thế bộ mà cặp bóng prao dù bà dân kịch thầm nụ cha pram là nghếch mặc hè ấy cho dân prao tập buồn mà ngáy chẳng vừa mình chạp thế dù ná ấy cho à lời nâng chia tặng sông hơi bỏ ngài ọt miên khơi như thả vì miên bột sạch nâu đông ấy to thiết ọt miên đẻ ọt miên ấy là cố vì má thầy ngón nhưng tiệt mơ có ọt miên này. Bà hãy cho chùm này dương chẳng vì muốn dương còn là mơ nó khơi bạch tiệp là lấy tiệp mấy gọt khơi này nè chà lấy tiệp gọt khơi nè bà đi khắng dân spirulina maca nó mình thoa mà đá đấy bà ấy cho dây bị chạy dây bị riêng cay là bọc côn bong nó ta à lấy nó bong mơ khơi thảo viên miên ca khô play dạng na thay em tiệt đấy bà tòa bị prao bà lấy được phòng chỗ bay cái bong màu đó tại vì anh sạch cái xoa là đó là cổ muốn cái hiểu sạch. Bà hay vì ở miền là rong chẳng dây thay dừng mơ tới mình chỉ nẹ chỉ ngư tiết đấy chẳng ấy. Dạ, bà
ខ្ញុំឃើញមកដែរពីថ្ងៃមកជាមួយបងហ្នឹងប៉ុន្តែសំភារបងអូនអូនទៅទូចពេកមិនចេះនិយាយអញ្ចឹងបាទសុំបងសំភារបាទអញ្ចឹងអីចុះមួយទៀតចង់សួរបងបន្ថែមឥឡូវនិយាយពីកូនប្អូនបាទកូនបងអាយុ10ឆ្នាំចុះឥឡូវកូនមួយទៀតដែលថាបងប្អូន10ឆ្នាំហ្នឹងមិនដែរប្រើទៅលទ្ធផលវាដល់ណាដែរហើយធំហ្នឹងក៏វាថាច្រើនណាស់លោកគ្រូអាហ្នឹងទឹកធំជាងអាប្អូនទៀតអូបាទបាទហើយយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងរៀងធូថយអីខ្លះទៀតទេគឺកូនបងមួយទៀតហ្នឹងអើយវារៀបនិយាយតែវាមិនស្វាន់ជាដាច់ទេលោកគ្រូអូវាមិនតាន់ជាដាច់ណាអាយុប្រហែលកូនហ្នឹងអាយុដែរក្រោយអាយុប្រហែលចូល5 10ឆ្នាំហើយលោកគ្រូ5 10ឆ្នាំអូហើយប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចបងប្រើប្រាស់ប្រហែលក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃ5គ្រាប់ថាធំតើម្ដងទេមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហ៎5គ្រាប់ហ្នឹងហ៎ចាតែម្ដងបាទលើអាគូដឹកបាក់បាទបាទតាមពិតយើងប្រើហ្នឹងវាក្រោមស្តង់ដារបស់វាណាក្រោមស្តង់ដារអញ្ចឹងវាយឺតយ៉ាវណាអាចអញ្ចឹងណាបងបាទប៉ុន្តែព្យាយាមទៅគង់តាជាទេមិនយូរមិនឆាប់ទេព្រោះជាក់ស្ដែងឃើញថាប្អូនតូចហ្នឹងអាយុ10ឆ្នាំកូនបងស្រីហ្នឹងគឺថាជាទៅហើយណាបាទជាក់ស្ដែងណាស់ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC បាទអញ្ចឹងបងឃើញថាពេលវេលាក៏ច្រើនដែរហើយហើយបងប្អូនលោកតានិយាយប្រិមិត្តយើងកំពុងស្ដាប់ក៏បានស្ដាប់ឮទាំងអស់គ្នាបាទហើយចុងក្រោយនេះបងមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិមិត្តយើងដែលកំពុងស្ដាប់ដល់នេះអំពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC ចាខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានឲ្យខ្ញុំជាវហាអំពរនេះបាទអរគុណច្រើនបងរកខាត់ជាលោកគ្រូខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់បាទហើយបើមានបងប្អូនអីដែលគេណែចង់ទិញផលិតផលអីបងជួយប្រាប់ផងអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំកំពុងប្រាប់គេដែរលោកគ្រូតែគេមិនទាន់ទៅគេថាមិនទាន់មានពេលអអីចុះកើតយ៉ាងដែរខ្ញុំភ្លេចសួរមួយទៀតសម្រាប់អ្នកចិត្តខាងឬក៏បងប្អូនអីកន្លងមកដែលដឹងគូនឹងឈឺពកកអញ្ចឹងមានសាច់ដុះនៅកអញ្ចឹងដល់ពេលគេឃើញជាអញ្ចឹងគេមិនដែរគេរីករាយសប្បាយត្រេកអយទេមើលទៅគេរំភើបទេមើលទៅចាគេថាលោកគ្រូគេថាអាហារអំបនឹងខ្លាំងបានឆឹកឲ្យជាគេថាចាំគេមានលុយរៀងធូរតិចគេក៏ទិញឲ្យកូនគេដែរកូនគេកើតអញ្ចឹងដែរលោកគ្រូអូបាទបាទបាទបានន័យថាគេចង់មកប្រើដែរអញ្ចឹងណាចាហើយខ្ញុំទៅទិញទៅជាវថ្ងៃនេះហ្នឹងមកតែណាលោកគ្រូគេសួរដែរគេថាពេលទៅអញ្ចឹងអត់ប្រងប្រាប់គេគេរត់ទៅដែរអ្នកជិតខាងហ្នឹងណាចាបាទបាទបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងស្រីច្រើនណាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារបាទតាក់ទងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់ផលិតផលបាទហើយក៏ចុងក្រោយនេះខ្ញុំតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC ក៏សូមជូនពរបងស្រីណាក៏ដូចជាកូនបាទទាំងពីរហើយក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ទាំងបងទៅឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អបងណាបាទសូមអរគុណច្រើនបងស្រីសូមជម្រាបលាចាអរគុណដូចគ្នាលោកគ្រូបាទជម្រាបលាបងបាទ